Con có một số câu hỏi muốn được thầy giải đáp ạ. Một, trên đời này có duyên nợ không ạ? Và điều đó được hiểu như thế nào ạ? Duyên là gì? Trong một con phố, nếu mà bạn đi trên gì? Đi trên một con phố, đi bộ hoặc là đi xe máy. Bạn đi gì? Dưới ngàn ngàn hàng vạn con người trên phố như vậy, gặp nhau vẫn cười, nhìn thấy nhau, liếc mắt nhìn nhau, thậm chí gì chào hỏi nhau, nhưng xong rồi không có một cái ấn tượng gì cả. Nhưng gặp một người nào đó, gặp nhau chỉ cần gì nhìn thấy nhau, có một cái gì đó nó rất gì rất là quen thuộc, và liền tiến tới chào hỏi nhau, rồi xin số điện thoại của nhau về nhà. Chưa về đến nhà chúng ta đã nhắn tin cho nhau, và về đến nhà rồi á thì liền là gọi điện cho nhau, tâm sự với nhau hết ngày này qua ngày khác, và thấy yêu thương nhau. Thậm chí đôi bạn trẻ có thể gì nên duyên vợ chồng với nhau, thì đó gọi là gì? Đó gọi là duyên. Nợ làm sao? Hôm nay nếu là chúng ta là sinh viên, một bạn sinh viên đi thuê nhà, đến tháng thì phải gì? Phải trả bà chủ nhà tiền nhà, hai đứa ba đứa một phòng, mỗi đứa 1 triệu chẳng hạn, ba đứa 3 triệu thuê một cái phòng 3 triệu. Nhưng tháng này thì người nhà chưa kịp trả, chưa kịp gửi lên cho chúng ta, và người bạn cùng phòng thì được bố mẹ mới gửi cho mấy triệu cả tiền ăn, tiền phòng, tiền đóng học, nhưng mà vẫn chưa đến kỳ, chưa đến ngày đóng học, còn nửa tháng, dăm bữa nửa tháng nữa mới đến kỳ đóng học. Và chúng ta gì? Chúng ta mượn bạn của chúng ta 1 triệu để đóng tiền nhà, đó có nghĩa là nợ rồi đấy. Và mấy ngày sau hay nửa tháng sau, mẹ cha mẹ chúng ta ở quê gửi tiền lên cho chúng ta bắt buộc phải gì, phải trả 1 triệu mà bữa trước chúng ta mượn tiền đóng học tạm của bạn để đóng nhà, đó gọi là nợ. Vậy tương tự như vậy, cặp vợ chồng chung sống, gặp nhau chung sống với nhau, đó là cái duyên. Nhưng về sống với nhau nếu mà hạnh phúc á thì gọi là gì? Gọi là những thiện thiện duyên, những thắng duyên, những nhân duyên tốt đẹp với nhau. Nhưng mà gì? Về với nhau mà sống cũng chẳng bà chuộc á, văn nghệ suốt ngày, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau á, thì đó gọi là gì? Nợ đấy. Sinh vào ra đều làm người, được làm người. Nhưng làm người gì? Gặp anh ấy hay gặp chị ấy, gặp cô ấy, cưới nhau về để gì? Để trả nợ nhau, vân vân. Cho nên cái này thì chúng tôi cũng giảng khá nhiều về cái này rồi, và thì có thể nghe lại các bài giảng trước đây, có thể hiểu được thế nào là nhân duyên, thế nào là duyên nợ, vân vân và vân vân. Đấy là gì? Tôi lấy một cái ví dụ tương đối như vậy để cho trả lời Phật tử này. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là: con là một Phật tử rồi ạ. Con được quy y từ năm 2014 và ăn chay trường đến nay luôn ạ. Nhưng con ít khi tụng kinh vì không có thời gian. Con muốn hỏi thầy như thế có được không ạ? Thôi, các cụ ngày xưa nói là nồi nào thì úp vung nấy mà. Thế nếu mà bận quá không tụng được kinh thì Phật cũng vẫn phải gọi, vẫn vẫn về, vẫn chấp nhận bạn thôi. Mà người ta vẫn gọi là bạn là một Phật tử thôi, vì bạn đã quy y Tam Bảo và ăn chay rồi mà. Nhưng mà chưa thời gian tụng kinh, ra bận bịu thời gian, không có thời gian đọc kinh thì vẫn có thể gọi Phật tử được, vẫn được thôi. Nhưng mà được ở trong phạm vi nào thì cái này Phật mới biết được, và bạn ấy cũng biết được một phần, Phật tử này á cũng biết được một phần đó, và Phật sẽ biết được toàn phần đối với vị này. Cho nên nếu mà được quy y Tam Bảo được thì 3 4 năm nay rồi, ăn chay trường luôn được rồi, nhưng còn mỗi không tụng kinh niệm Phật vì bận. Bận nếu không có thời gian tụng kinh thì niệm Phật cũng được, có sao đâu. Niệm Phật thì cũng không cứ là phải cứ ngồi trước ban Phật hay là mới ấy được. Chúng ta gì, nếu mà bận làm cái gì đó chúng ta vẫn có thể niệm Phật được mà. Đi xe máy trên đường vẫn niệm Phật được mà. Người nông dân đi cấy vẫn có thể niệm Phật được. Tuốt cái mạ ra và đặt cái mạ xuống gì, xuống dưới thửa ruộng của mình vẫn có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật được mà, vân vân, hoặc A Di Đà Phật được mà, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật được mà. Đó. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta có cái phương pháp dễ tu mà công đức rất lớn là như thế.
cũng nên, Phật tử này cũng nên, nếu không tụng kinh được trực tiếp thì cũng nên nghe giảng và nên gì, nên niệm Phật cho nhiều vào để cái tâm Bồ đề của mình ngày được một lớn thêm. Phật tử này hỏi nữa là khi ăn cơm Phật tử có cần đọc câu kinh trước khi ăn giống như ở chùa không ạ? Cũng không nhất định. Chúng ta nếu Phật tử thì ở nhà mà chưa, cả nhà mà chúng ta chưa hiểu Phật pháp thì chúng ta cũng không nên chấp chặt vào cái hình tướng đó lắm làm gì. Đây trường hợp này gọi là không nên chấp chặt vào hình tướng làm gì. Nếu mà người nhà, cả nhà đều theo Phật pháp mà chúng ta hiến cúng được trước khi ăn như là ở chùa như các sư làm thì rất tốt. Nhưng còn không cúng được thì thôi cũng không sao. Nên trước khi ăn chúng ta nên gì? Nên thực tưởng ngũ quán. Tức là nhất kế công đa thiểu, nhị lượng bỉ lai xứ, tam thổn kỷ đức hạnh, tứ phòng tâm lê quá, ngũ chính sự vương, lương dược vị liệu hình khô, ngũ vị thành đạo công vương thụ thử thực đó. Đấy chính là gì? Năm pháp quán ở trong nhà Phật dạy. Nhất kế công đa thiểu tức là gì? Luôn xét cái công lao của mình nhiều hay ít mà nhận thọ cái gì, mà ăn cái miếng cơm này, bữa cơm này, gọi là nhất kế công đa thiểu. Nhị lượng bỉ lai xứ tức là xét xem cái miếng cơm, nhẫn miếng cọng rau, bát canh này gì? Từ đâu mà có. Tất nhiên xét ra thì do rất nhiều nhân viên mà có, từ người nông dân làm lúc vất vả mà có, từ người này người nọ người kia mà có. Đó gọi là lượng bỉ lai xứ, tức là từ đâu mà đến. Nói chung là thức ăn này từ đâu mà đến, từ đâu mà có, xét như vậy. Tam phòng tâm ly quá, tức là thứ ba là luôn luôn quán cái tâm gì? Sợ sinh ra tội lỗi, tham sân si, vọng ngôn ý nghĩ lưỡng thiện ác khẩu vân vân chẳng hạn. Cho nên khi ăn cơm Phật dạy chúng ta là phải gì? Không được nói chuyện mà phải chú tâm để gì? Vào hơi thở, chú tâm vào miếng cơm mình đang nhai, và hoặc thậm chí là gì, chú tâm vào câu Phật hiệu mỗi cái nhai để niệm Nam Mô A Di Đà Phật vân vân chẳng hạn. Nhai một cái niệm Nam, nhai một cái niệm Mô, nhắn đến A Di Đà Phật vân vân, để giữ cái tâm không bị tán loạn. Đó gọi là phòng tâm lý quá. Tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô, tức là pháp, phương pháp quán thứ tư, đó là coi cái thức ăn này giống như gì? Những vị thuốc hay để chữa bệnh thân gầy. Đó gọi là tứ chính sự lương dược, tức là bốn, là coi thức ăn này như vị thuốc hay. Vị liệu hình khô tức là vì chữa bệnh thân gầy, yếu đuối bệnh tật để mà ăn vậy. Đó gọi là tứ chính sự lương dược, vị liệu hình khô. Năm gọi là ngũ vị thành đạo cố phương thủ thử thực, tức là phương thứ pháp quán thứ năm, đó là vì sự tu tập, vì cái mục đích thành đạo, vì cái sự nghiệp hành đạo, vì mục đích thành đạo của chúng ta, cho nên nay mới thọ nhận gì? Thức ăn này, mới đưa thức ăn này vào miệng, ăn nó và tiêu hóa nó, vân vân. Đó gọi là phương pháp ngũ đề tâm quán ở trong nhà Phật. Phật dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia của mình đều phải giữ lấy cái tâm chính niệm khi ăn cơm như vậy, vậy khi thụ thực như vậy. Cho nên nếu cúng được thì cũng tốt, mà không cúng được thì thôi, mình cứ dùng phương pháp tâm niệm của năm pháp quán đấy là được. Phật tử hỏi in nữa, khi quy tam bảo có thể chọn đời giữ đạo, khi quy tam bảo có thể chọn đời giữ đạo, vậy khi con kết hôn với người khác đạo thì có phạm tội không ạ? Kính mong thầy giải đáp giúp con A Di Đà Phật. Chúng ta kết hôn với người gì? Những người theo tôn giáo khác, nhưng chúng ta không bỏ gì? Không bỏ cái tôn giáo của mình thì sẽ không gì? Không phản lại lời thề chọn đời giữ đạo của mình. Còn nếu chúng ta vừa kết hôn với một gì, một người con trai khác theo hệ tư tưởng tôn giáo khác với niềm tin tôn giáo của mình, mà mình đã gì? Vì người con trai ấy mà mình sẵn sàng bỏ đạo của mình để theo họ và theo tôn giáo của họ, thì đó chính là gì? Chúng ta phản bội lời thề của mình. Người đệ tử Phật mà như thế thì Đức Phật nói là vứt ra khỏi ngoài biển Phật pháp. Có thân đấy nhưng không thể cứu, có tâm đấy nhưng chẳng thể tin, thì người đó đánh mất đi cơ hội gì? Giải thoát giác ngộ của mình. Và người đó có thể tự mình đi thẳng tiến tới gì? Bến bờ giải thoát giác ngộ, nhưng lại gì? Tự mình chặt chân chặt tay của mình đi và mong một người nào đó
sẽ đến gì, sẽ đến cõng mình, bế mình đến một cái gì? Một cái nơi, cái đích mà mình muốn đến. Việc đó là việc rất rất khó các quý vị. Khi người ta biết mình tự chặt chân chặt tay mình đi thì có ai có thể gì, có ai có thể lại đem mình đến một cái đích mà mình cần đến nữa. À, đây là một điều rất khó, nên chúng ta phải nên suy nghĩ cho kỹ khi mà lựa chọn một người gì, một người chồng. Thế nên người ta mới nói là gì? Ở bên đạo Phật chúng ta thì có thể cho lấy vợ lấy chồng theo gì, theo những người theo tôn giáo khác, nhưng mà người tôn giáo khác họ chỉ cho con gái lấy chồng ở bên gì, chỉ cho con trai lấy vợ ở bên lương chúng ta, chứ không cho con gái đi lấy chồng ở bên lương chúng ta. Vì họ nói rằng nếu mà con trai theo đạo lấy vợ bên lương chúng ta, tức là họ được thêm người. Còn con gái của họ mà đi lấy gì, lấy chồng bên lương chúng ta, tức là họ mất người. Cho nên họ nhất định, ngày xưa là nhất định không cho con gái theo đạo đi lấy chồng bên lương. Nhưng bây giờ thì tôi không biết là nó, cái tục lệ của họ đã gì, đã thay đổi chưa. Nhưng trước đây tôi nghe các sư đi học cùng nói này, cũng ở mạng dưới Thường Tín, Phú Xuyên có rất nhiều các sứ, các nhà thờ và những người theo đạo Công giáo, họ không cho con gái đi lấy chồng bên lương, tức là theo bên đời đó, mà không theo tôn giáo của họ, không cho con gái đi lấy, không gả con gái cho con trai bên lương. Nhưng con trai bên đạo của họ có thể, và họ khuyến khích lấy con gái bên gì, bên lương, tức là bên đời chúng ta. Khi mà về đó thì lại phải học theo kinh, học thuộc bài kinh, kinh thánh của họ thì mới có để gì, ra nhà thờ và để cha làm lễ rửa tội và làm lễ kết hôn cho, và phải học thuộc kinh của họ, tức là gì, dần dần theo đạo của họ, và như vậy họ tăng thêm được một người, cách truyền đạo họ như vậy. Nhưng bên lương chúng ta, đạo Phật chúng ta thì tất cả là tùy duyên, có duyên thì gì, tin thì đến, không có duyên thì bị bỏ đi cũng không sao, Phật cũng không có cấm. Nhưng mà tôi nói là gì, đừng có tự chặt chân chặt tay mình mà mong là gì, mong cầu một người khác sẽ đến để cõng mình, để bế mình tới một cái đích rất xa nào đó. Làm như thế mình rất khó để có cơ hội đến cái đích mà mình mong muốn. Tôi chỉ có lời khuyên như vậy thôi, còn làm như thế nào là tùy bạn.